Kênh Vũ Đốc Đồ Cổ Đồ Xưa. Hôm nay em lại lên hai chiếc đồng hồ con gà đấy, hàng xưa đấy, máy đồng đấy. Đây là con gà trống, đồng hồ để bàn con gà trống hàng Trung Quốc xưa nhé. Con này là nguyên zin, tay cót là tay cót cánh bướm đấy. Hàng con gà trống xưa là tay cót, là nó phải là tay cót cánh bướm này đấy, mới là đồ gì đấy. Các cái này là nút này là bằng đồng, ngày xưa là các cụ làm bằng đồng đấy. Ốc tiếp mặt là mặt mặt số, bên trong là mặt giấy lệ. Đồng hồ này là em đã lau dầu căn chỉnh ok, về các bác chỉ việc chơi đấy, máy chạy rồi. Chuông em test chuông cho các bác xem. Chuông kêu ok. Viền mạ rất là sáng đẹp, viền mạ đẹp, đồ đã mấy chục năm rồi nhưng mà nó đẹp, mà nó còn được viền mạ nó còn đẹp như này, mặt giấy còn trắng như này cũng hiếm. Đây là chiếc đồng hồ con gà mái với nhá. Đây, con này cũng còn khá đẹp luôn. Mạ, lớp mạ nguyên. Mạ sơn. Sơn tiếp còn. Con này thì em cũng lau dầu hay các thứ rồi. Lau dầu căn chỉnh chạy ok, về các bác chỉ phải chơi thôi. Đây là một cặp trống mái luôn. Các bác nào có nhu cầu sưu tầm đồng hồ để bàn Trung Quốc xưa thì liên hệ với em nhé. Số điện thoại là 0936 936 339, Zalo và Facebook để số này. Đấy. Em cảm ơn các bác đã xem và theo dõi cái kênh của Vũ Đông chuyên đồ cổ đồ xưa nhé. Em chào các bác.